Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một cái chủ đề với một cái tư duy. Có tôi ở đây, bạn sẽ ổn. Như chúng ta đã biết, tất cả mọi thứ xung quanh đều có thể diễn ra một cách ngẫu nhiên và không phải là do chúng ta lựa chọn. Tuy nhiên, chúng ta có quyền lựa chọn những sự việc nào đến với chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta chấp nhận những sự việc đó thì giữ sự việc đó sẽ đến với các bạn. Bạn biết không? Trong cuộc đời, ai cũng phải tự trách nhiệm cho bản thân mình. Họ sinh ra, lớn lên và chết đi. Chính họ là người chịu trách nhiệm cho bản thân của mình. Quyết định cuối cùng khi họ đưa ra chính là quyết định tốt nhất tại thời điểm mà họ đang có. Và do ai là người quyết định? Chính họ. Mặc dù chúng ta nhận được những lời khuyên, bạn nhận được những lời động viên giúp đỡ, bạn nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh, nhưng chính bạn là người đưa ra quyết định cuối cùng cho việc là có chấp nhận sự việc đó diễn ra trong cuộc đời mình hay không. Bạn là người chịu trách nhiệm hoàn toàn tương lai của chính bạn. Thế thì tại sao bạn không đặt ra những mục tiêu trong tương lai để bạn đạt được và do chính bạn là người thực hiện và quyết định? Có một điều, chúng ta sống ở trong một xã hội. Bạn không thể sống một mình. Bạn sống cùng với những người xung quanh. Sứ mệnh của cuộc đời của mỗi người là sinh ra, lớn lên, giúp đỡ những người xung quanh và để lại di sản cho những người xung quanh. Và bạn mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc, bình an và có những điều tốt đẹp. Sống ở hiện tại. Bởi vì nếu có đặt ra những mục tiêu tương lai thì chúng ta cũng phải bắt đầu từ hôm nay. Bạn là người bắt đầu và bạn là người chịu trách nhiệm. Xung quanh bạn là những người cần được sự giúp đỡ. Bạn quyết định dấn thân và là trở nên người có ích, giúp đỡ những người xung quanh. Bạn sẽ được họ tin tưởng. Họ tin tưởng bạn bởi vì bạn là người chịu trách nhiệm cho chính bạn. Họ tin tưởng bởi vì bạn là người có thể giúp đỡ họ. Khi đi trên đại dương, một con thuyền lên đến sóng biển. Con thuyền chẳng biết đi đâu, nhưng nhờ vào la bàn dẫn dắt, con thuyền sẽ đến được nơi nó cần đến. Khi muốn dừng lại để tạm nghỉ ngơi, con thuyền ấy phải thả một mỏ neo. Như vậy thì cái mỏ neo ấy nó phải được cố định và giữ cho con thuyền yên bình, vững chãi ở trước những cơn sóng gió lớn. Hay đó là một ẩn dụ để nói lên là trong cuộc đời này là một đại dương mênh mông bao la rộng lớn. Những mỏ neo ấy chính là bạn. Bạn là người cố định con thuyền ấy để những người xung quanh họ có thể có được cuộc sống yên bình, tin tưởng và họ phụ thuộc vào những gì xung quanh bạn diễn ra. Bạn chính là mỏ neo. Như vậy thì hãy là mỏ neo của cuộc đời của chính mình. Hãy là mỏ neo của cuộc đời của những người xung quanh bạn. Hãy giúp đỡ họ một cách chân thành. Hãy có một sứ mệnh lớn lao để giúp đỡ những người xung quanh chúng ta. Khi chúng ta có một cái niềm tin đủ lớn, khi chúng ta có một lòng yêu thương đủ lớn, khi chúng ta có một cái sự hành động đủ lớn, khi chúng ta quyết định đủ lớn, và khi chúng ta có một niềm đam mê đủ lớn, bạn sẽ đạt được những gì bạn muốn. Bạn
sẽ đạt được một niềm tin của tất cả mọi người. Và bạn sẽ nói, có tôi ở đây, các bạn sẽ ổn.